Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy cho các em đề thi trung học phổ thông quốc gia môn toán. Chuyên đề số 5 là khối đa diện. Đề ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là đề chính thức năm 2017, gồm có 4 câu. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung bài học. Đề chính thức năm 2017 bắt đầu ở câu số 18. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước đôi một khác nhau, có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Rồi chúng ta quan sát hình ảnh nhé. Tôi sẽ vẽ hình ảnh cho bạn nè. Vẽ đáy trước. Đáy là hình chữ nhật. Vẽ đường cao lên. Sau khi dựng làm móng xong mới tới phiên làm đường. Đường cao à. Bây giờ làm mái này. Mái bằng. Được chưa? Có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Thì cái mặt phẳng đầu tiên sẽ là mặt này A B C D. Được không? Mặt đầu tiên là A B C D. Mặt thứ hai là E F G H. E F G H. Mặt thứ ba là I C trung điểm nhé, K và quy. Y C K quy. Bây giờ như vậy có tất cả là 3 mặt nha, có tất cả là 3 mặt, được không? Một mặt bổ dọc, một mặt bổ ngang, một mặt sẽ chia đôi. Ok không? Rồi. Câu trả lời sẽ là câu B. Được không? Ở đây nó có là 9 mặt nè. Em biết 9 mặt phẳng đối xứng là của hình gì không? Đó là hình lập phương. Nhớ nha, hình lập phương sẽ có 9 mặt phẳng đối xứng. Rồi câu tiếp theo là câu 21. Cho khối tứ giác đều có cạnh đáy bằng A, cạnh bên gấp 2 lần cạnh đáy, tính thể tích V của khối chớp đã cho. Khối chớp tứ giác đều thì đáy sẽ là tứ giác đều, đúng không? Tứ giác đều là hình vuông nhé, vì nó là chớp đều cho nên hình chiếu của S xuống sẽ ra xuống ngay tâm. Được không? Cứ làm móng trước, sau đó dựng đường cao và dựng mặt ô. Người ta nói rằng là có cạnh đáy bằng A, cạnh bên gấp 2 lần cạnh đáy. Cạnh đáy là A, cạnh bên gấp 2 lần cạnh đáy là 2A. Được không? Rồi muốn tính thể tích khối chớp thì nó sẽ là bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đáy chúng ta đã tính được rồi. Giờ còn tính chiều cao nữa, SO. Muốn tính SO thì ghép nó vào một tam giác vuông. Tam giác đó chính là SO, SOD. Được không? SOD. Giờ làm sao để tính được OD? Đầu tiên là sẽ tính BD trước. BD là đường chéo của hình vuông thì nó là cạnh nhân căn 2. Được không? OD là một nửa là A căn 2 chia 2. Ổn không? Được không? Rồi. Như vậy có OD rồi, xà bi tôi go cho S, SO. SO sẽ bằng căn bậc 2 của SD bình trừ cho OD bình. Rồi lấy máy tính bấm thôi.
Ra kết quả là A căn 14 phần 2. Bây giờ có S tô, giờ ráp vô V sẽ bằng 1 phần 3. 1 phần 3, diện tích đáy là A bình, nhân chiều cao là A căn 14 phần 2. Như vậy kết quả là A mũ 3 căn 14 phần 3 nhân 2 là 6. Đáp án là câu D. A mũ 3 căn 14 phần 6. Rồi câu tiếp theo là câu 43. Cho khối chớp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A, SA vuông góc với đáy, SC tạo với SAB một góc 30 độ. Tính thể tích V của khối chớp đã cho. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình. Ở đáy là hình vuông nhé, sau SA vuông góc với đáy. Câu 15. Đáy là hình vuông. SA vuông góc với đáy. SA BCD hình vuông cạnh A, SC tạo với SAB một góc 30 độ. Đấy là hình vuông cạnh A, SC tạo với SAB một góc 30 độ. Đây là góc giữa đường và mặt, đã xuất hiện khá nhiều trong đề thi thử nha. Góc giữa đường và mặt là bằng góc giữa đường và hình chiếu, đúng không? SC thì ghi lại hình chiếu của S lên mặt phẳng SAB là điểm nào? Đó là điểm A, phải không? Không phải nhé. Đang là chiếu lên mặt SAB nha, chiếu lên SAB. Vì S thuộc SAB cho nên hình chiếu của S là chính nó. Rồi, hình chiếu của C lên mặt SAB là điểm nào? Câu trả lời là điểm B. Hình chiếu của C là B. Lý do vì sao? Vì BC nó vuông góc với SAB, một bài toán rất quen thuộc. BC vuông góc SAB nhé. Được không? Và chúng ta có S trong C bỏ CB bỏ hai bên, CSB. CSB góc này 30 độ. Được không? BC vuông góc với SAB, như vậy tam giác này là tam giác vuông nhé. Ổn không? Này, lý do là tại vì BC vuông góc với SA là 1 nè. BC vuông góc với AB là 2. Suy ra BC vuông góc với cả mặt SA, AB. Và suy ra BC vuông góc với SB. Được không? Cạnh này là cạnh A. Thế thì làm sao tính được? Thầy sẽ tính SB nhé. Mục tiêu tính SB để làm gì? Để phục vụ để tính SA. Được không? Dùng tan bằng tan 30 bằng đối chia kề bằng A chia FB. Như vậy FB bằng A chia tan 30 A cộng 3. Được không? FB bằng A cộng 3. Thế làm sao tính được SA? Đó chính là Pythagore. SA bằng căn bậc 2 của SB bình trừ A, AB bình bằng. Và bấm máy tính. Căn bậc 2 của căn 3 tất cả bình là 3 trừ 1. Thì đây là căn 2, A căn 2. Ổn không? Như vậy có đường cao và có đáy rồi. V sẽ bằng 1 phần 3, cạnh đáy là A bình, nhân với đường cao là A căn 2. Đáp số là A mũ 3 căn 2 chia 3. Như vậy là câu B. A mũ 3 căn 2 chia 3. Tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu 16. Câu 16 có nội dung như sau. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng A. Cho thầy vẽ tứ diện đều nhé. Tứ diện đều
đáy sẽ là tam giác đều. Vì cái tâm nối liền này là A, B, C và D. M, N lần lượt là trung điểm của A, B và BC. M là trung điểm, N là trung điểm. Đây M nhé. E là điểm đối xứng với B qua D. E là điểm đối xứng với B qua D. E mặt phẳng M, N, E. Đó là M, N, E. Đấy, mặt phẳng màu đỏ. Chia khối tứ diện này thành hai phần, đúng không? Ở đây nó có giao điểm này. Đây nó có giao điểm này. Nối này lại. Được chưa? Thiết diện của chúng ta là đây là H, đây là K. Thiết diện là MNHK á. Đấy, chia là hai phần. Yêu cầu là tính thể tích của khối đa diện chứa định A. Tính thể tích của khối đa diện chứa định A. Rồi. Đấy, đề như vậy, tính thể tích của khối đa diện chứa định A, giờ làm sao tính được? Đỉnh A nè. Nè, yêu cầu là tính V của gì? AC đúng không? AC MNHK. Đúng không? Khá là khó tính đúng không? AC MNHK giờ tính sao? Có hai hướng, một là chúng ta sẽ lấy cái thể tích của to này nè, chia cho cái, xin lỗi, trừ cho cái phần ở phía dưới. Đúng không? Trừ cho cái phần ở phía dưới là cái phần DHK MNP. Nhưng mà cái phần ở phía dưới thì sao? Cũng khá là khó tính, đúng không? Đúng không? Khó thôi nha, nhưng vẫn tính được. Rồi, còn hướng thứ hai á, chúng ta kiếm một cái hình to, trừ đi cho một cái hình nhỏ ra được hình này. Và gợi ý của tác giả chính là điểm E. Đúng không? Gợi ý tác giả chính là E. Thầy nối này lại nha, nối A với E. Nối C với E. Khi đó mấy nét này là nét đất này, bị khúc hết rồi. Đấy, ở phía trong đây là nét đất hết, nó khúc hết rồi. Được chưa? Và cái cần tính của thầy á, thầy sẽ lấy lại V của gì? E ACNM trừ cho V của E. E gì? ACHK. Được không? Ổn không? Như vậy nó là V của E ACNM trừ cho V của E ACHK. Đúng giờ bằng bao nhiêu? Bây giờ tính cái hình đầu tiên là V của EACMN nhé. V EACNM thì nó sẽ bằng là gì? Bằng 1 phần 3 diện tích đáy là diện tích của A, C, N, M nhân với chiều cao là khoảng cách từ E
đến cái mặt ACNM thì giống như cái mặt ACB thôi nghe. ACB được không? Bằng 1/3 nhân. Rồi diện tích của ACNM thì bằng nhiêu? ACNM thì vẽ cái tam giác ABC ra nhé. Đây, B ở trên, A ở dưới, M là trung điểm nè, N là trung điểm nè. Được không? Yêu cầu tính cái phần này. Tỷ số diện tích S phía trên á chia cho S thì bằng thằng nhỏ là 1/2 bên này nhân với 1/2. Như vậy S phía trên này nó chiếm 1/4 1/4, thế thì ở phía dưới này sẽ chiếm là 3/4. Hình dung được không? Tỷ số diện tích thì cũng giống như tỷ số thể tích thôi nha. Tỷ số thể tích nó được chứng minh dựa vào tỷ số diện tích á, như vậy không có biết tỷ số diện tích này. Được không? Phần nhỏ 1/2 nhân 1/2 1/4. Như vậy phần nhỏ là 1/4, phần lớn sẽ là 3/4. Và diện tích của ABC thì gọi là S nhé. Đúng không? Thầy gọi là S đáy đây. ABC nó bốn mặt này nó bằng nhau mà. Rồi nhân với chiều cao. À, chiều cao từ E xuống ABC thì sẽ gấp đôi chiều cao từ D xuống. Không, chiều cao từ D xuống là chiều cao của tứ diện thì gọi nó là H. Được không? Chính xác chưa? Như vậy chúng ta sẽ có là bao nhiêu? À, chiều cao từ E xuống á thì nó sẽ gấp đôi chiều cao từ D đúng không? Chiều cao từ D xuống là H này, chiều cao từ E như vậy nó là 2H. Kịp không? Chiều cao từ E bằng 2 lần chiều cao từ D, mà chiều cao từ D là H, như vậy nó là 2H. Bằng 1/3 S đáy nhân H chính là V của ABCD. Được không? 2/3 mà nhân với 2 là 3/2. Như vậy cái đầu tiên sẽ ra là 3/2 V ABCD trừ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tính V của EACHK. EACHK. V của EACHK thì nó cũng là 1/3. Diện tích của KHCA nhân với lại khoảng cách từ E đến ACD đúng không? Bằng 1/3 thì ghi lại nè. Khoảng cách từ E đến ACD là dễ tính trước nha. Tại vì E đối xứng với B qua mặt phẳng ACD. Cho nên khoảng cách từ E xuống sẽ bằng khoảng cách từ B lên. Được không? Mà khoảng cách từ B lên chính là H. Rồi nhân với diện tích của KHCA. Rồi là, bây giờ làm sao tính được? Vẽ nó ra. Đỉnh là đỉnh D. Được không? Đỉnh là đỉnh D. Ở dưới đây là A và C. K là nằm trên gì? K là nằm trên AD, còn H thì nằm trên. Đấy, cái này cần tính này. Được không? Vấn đề của chúng ta là không biết là DK chia cho DA là bằng bao nhiêu, đúng không? Không biết được DK chia DA bao nhiêu. Rồi làm sao để biết được? Thì để biết được cái điều đó chúng ta cần phải học tốt kiến thức của năm lớp 8. Có một định lý mang tên là Menelaus. Được không? Định lý này học ở sau bài định lý Thales á. Nó nói như thế này. Ví dụ cho tam giác ABC. Định lý Thales là cạnh song song nhé. Còn ông này ông không cần song song, một cái đường xéo cũng được. Đường xéo đây là M, đây là N, đây là P. Đấy. Và khi đó sẽ có là bắt đầu M nha. M đang nằm trên cạnh AB đúng không? Là MA chia MB nha. N đang nằm trên cạnh gì? AC. Thì là N gì chia N gì?
A để nằm trên tử rồi thì A nằm dưới mẫu. Được không? P, P đang nằm trên cạnh B, BC. Thì sẽ có là P, GP. Đây AC rồi còn là PP, GB, BC. Và kết quả bằng, bằng 1. Đúng không? Bây giờ áp dụng nha, bây giờ áp dụng. Áp dụng cho cái tam giác nào đây? Đây. Bạn có thấy tam giác ABD không? Nhìn thấy ABD không? Thấy đúng không? Có MK là đường xéo cắt xuống tại E. Được không? MK đường xéo. Thì khi đó thầy sẽ có là gì? M đang nằm trên AB nhé. MA chia MB nhân. Tiếp theo là tới K gì chia K gì? D với A. A nằm trên rồi thì nằm dưới. Được không? Và cuối cùng là E. E gì chia E gì? Thì tam giác của mình xét là AB, ABD. Thì còn lại là AD rồi nè, còn là B. Cái này còn D. Cái này bằng 1 nhé. Được chưa? Rồi M là trung điểm, MA chia MB bằng bằng 1 khỏi ghi nè. 1 bằng nè. Rồi KD chia cho KA là nhiêu? KD chia KA là đang cần tính. Được không? KD chia KA đang cần tính. Rồi EB chia AD. EB chia AD gấp đôi. Hình dung được không? Rồi khi đó thầy sẽ có là gì? KD chia KA bằng 1 phần 2 nha. KD chia KA bằng 1 phần 2 được không? KD chia KA bằng 1 phần 2. Như vậy nó chia làm 3 khúc. KD chia K 1 phần 2 mà. Được không? Tương tự cái chỗ này cũng vậy thôi. HD chia cho khúc này thì bị hay méo á nha. Nó tương tự bên trên thôi. Rồi bây giờ bắt đầu dùng tỷ số diện tích nè. Chỗ này, chỗ này là DH đúng không? DH chia cho DC nhân KD chia cho DA. Được không? Thằng nhỏ chuyện lớn á. DH, DC, DK, DA bằng DK chia DA là 1 phần 3. Được không? Cái này tương tự cũng là 1 phần 3. Hình dung được không? Hai bên y như nhau à. 1 phần 3 với 1 phần 3 là 1 phần 9. Được không? Như vậy cái phần phía trên là chiếm tỷ số là 1 phần 9. Thế thì ở dưới sẽ chiếm là 8 phần 9 nha. Ở trên là 1 phần 9, ở dưới là 8 phần 9. 8 phần 9 diện tích. Ok chưa? 1 phần 3 H nhân S như vậy nó là bằng 8 phần 9 VABC CD. Cái khó khăn là bạn tìm được cái tỷ số này nè. Để tìm được thì nhờ Menelaus sẽ rất là nhanh nha. Rồi thằng này chính là 8 phần 9 của VABC CD. Lấy 3 phần 2 trừ 8 phần 9. 3 chia 2 trừ 8 chia 9 bằng 11 phần 18 VABCD. Rồi ABCD là tứ diện đều. Cái này chúng ta cần nắm nhé. Thể tích tứ diện đều là cạnh lập căn 2 chia 12 nha. V tứ diện đều là cạnh lập căn 2 chia 12. Được không? Rồi nhân với lại căn 2 chia 12 11 18 nhân 12 216 11 A mũ 3 căn 2 chia 216 11 A mũ 3 căn 2 chia 216. Rất mừng. Kết quả là câu câu B. Được không? Ok chưa? Rồi sẵn đây thầy nói cho bạn một số công thức bạn cần học nè. V tứ diện đều
thì nó là cạnh lập căn 2 chia 10, 12 đúng không? Rồi V số tứ giác đều, nhưng mà có tất cả các cạnh bằng nhau nhé, tất cả các cạnh bằng nhau thì anh gấp đôi thằng này lên là A lập căn 2 chia 6 bát diện đều. Thì bạn gấp đôi này lên là cạnh lập căn 2 chia 3. Ok, bạn biết cái này thì nhanh hơn, còn bạn không biết thì bạn phải kể chiều cao đáy nha. Như vậy bài giảng đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở đề minh họa năm 2018.